Ui các bác thấy không ạ, một cái mẫu mã đạt ma phục nghê phong thủy cực kỳ đẹp và chất lượng như thế này. Nói thật các bác, đây là một cái mẫu mã mà em Sơn liên tục nhận những cái đơn đặt hàng lớn của toàn bộ anh em chúng ta đam mê và chơi những cái đồ gỗ quý. Và hơn nữa chia sẻ các bác tại sao cái mẫu mã này được anh em lựa chọn đến nhiều như vậy. Và anh em mình trông này, đục này cực kỳ kênh bong và chi tiết như thế này mà vẫn toàn bộ bức này là làm thủ công và làm liền khối. Và ngay bây giờ xin mời anh em mình cùng ngắm nhìn kỹ càng hơn về một tuyệt tác đạt ma phục nghê phong thủy mang đến cho anh em chúng ta, đó chính là sự giác ngộ về trí tuệ. Và biểu tượng của ngài đạt ma sư tổ cũng là biểu tượng cho sự trí tuệ, và ngài với diện mặt dữ dằn đang hàng phục chú nghê phong thủy. Nghê phong thủy đó chính là mang về, đó chính là cái sự may mắn và tài lộc. Nghe vào trong nhà đó chính là nuốt những cái tà khí xấu và mang lại những cái vượng khí gia chủ. Và hơn nữa thì ngài đặt ma sư tổ cộng với lại nghe phong thủy để trong nhà sẽ mang lại những cái điều may mắn về cho gia chủ, cho anh em chúng ta. Và hình tượng của ngài đặt ma sư tổ cũng sẽ giúp che chở che chắn để mang lại cái sự bình an cho chủ nhà. Và tác phẩm này thì được làm bởi một người nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú thể hiện. Thế cho nên đây là một trong những người nghệ nhân hàng đầu làng nghề về chế tác đạt ma sư tổ. Và xin mời anh em cùng ngắm chi tiết về cái tác phẩm kinh điển ngày hôm nay ạ.